Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một sự thật cho các bạn biết về việc luyện tập ngực ở nữ. Ở nữ luyện tập ngực sẽ không bao giờ to được. Đây là một sự thật mà các bạn cũng như mình phải chấp nhận. Trước đây khi mà mình mới luyện tập thì mình đã tìm kiếm rất là nhiều bài tập giúp cho phần ngực của chúng ta phát triển hơn. Nhưng mà sự thật là các bạn chỉ có thể giúp cho phần cơ ngực của các bạn săn chắc và nâng form lên nhờ luyện tập những bài luyện cơ ngực trên ở đây nha các bạn. Còn để giúp cho phần bầu ngực của chúng ta phát triển cho nó to hơn và một lớn hơn thì không thể. Hãy cùng mình tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao nhé. Tại vì cấu tạo của phần cơ ngực của chúng ta là bao gồm phần mô mỡ rất là nhiều. Bên dưới phần mô mỡ đó sẽ là phần tuyến sữa, sẽ giúp cho chúng ta khi có em bé thì nó sẽ hình thành nên sữa. Và dưới cùng mới là phần cơ và phần xương. Chính vì vậy, điều này thấy rõ nhất là khi các bạn mập lên thì các bạn sẽ thấy vòng 1 của các bạn đầy đặn hơn. Nhưng mà khi các bạn ốm xuống thì vòng 1 nó sẽ cũng ốm theo. Để hiểu rõ hơn điều này thì các bạn có thể thấy là ở nữ, khi mà chúng ta mập lên thì các bạn sẽ thấy vòng 1 của chúng ta sẽ to hơn nhờ mô mỡ phát triển nhiều hơn. Chính vì vậy, nếu mà để một body fit thì không có cách nào là các bạn phải chấp nhận vòng 1 của các bạn nó sẽ hơi bé lại chút xíu. Tại vì mỡ sẽ phân bố toàn bộ trên cơ thể. Khi các bạn luyện tập thì chắc chắn là mỡ sẽ tiêu hao cả phần vòng 1 của các bạn nữa, chứ không thể nào mà tiêu hao hết mà chỉ giữ lại phần 1. Các bạn lớn hay không là nó tùy thuộc vào phần gen di truyền cũng như là lượng mỡ. Nhưng mà nếu mà các bạn tăng lượng mỡ trong cơ thể của các bạn lên thì đồng nghĩa với các bạn chuyện là body của các bạn sẽ không được fit. Điều này thấy rõ nhất là khi các bạn mập lên thì các bạn sẽ thấy vòng 1 của các bạn đầy đặn hơn. Nhưng mà khi các bạn ốm xuống thì vòng 1 nó sẽ cũng ốm theo. Chính vì vậy, đừng quá lo lắng hoặc là stress về chuyện vòng 1 của các bạn như thế nào, mà hãy tập trung chủ yếu vào phần tổng thể. Một body đẹp là một body có tổng thể đẹp, chứ không riêng gì một bộ phận nào đẹp.